Tại sao giờ anh em? Tại sao 5 năm qua anh lo cho em mà bây giờ em đối xử với anh như vậy hả? Em trả lời anh đi. Tại sao? Anh làm cái gì sai? Anh làm cái gì? Anh có lỗi với em mà em phải đối xử với anh như vậy? Những lúc em đau yếu, ai lo cho em? Thằng này mua thuốc cho em nè. Em đi học, anh cũng lo cho em. Em muốn mua xe, anh không có tiền, anh cũng đi mượn bạn để mua cho em. Mà bây giờ anh nói, em đối xử với anh như vậy đó. Thế tội nghe gì nữa? Đúng 5 năm đã, anh học thần tài vừa bọn. Cái tội nhỏ quá ha. Em nói đi. Em chán anh rồi. Cha, tại sao 5 năm qua mà em nói một từ cha? Em nói dễ nghe quá vậy. Không nghe, nghe kỹ hả? Bây giờ Đan là của tao. Mày á, biến về nhà đi nghe chưa? Biến. Trời, tao đang nói chuyện với Đan. Em nói đi. Bây giờ Đan là của tao. Mày hết giá trị lợi dụng rồi. Biến đi. Em nói đi Đan. Tại sao như vậy hả Đan? Anh làm gì có lỗi em? Hay là anh sai cái gì em nói đi chứ? 5 năm qua anh lo lắng cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Đi học anh chạy từng cuốc xe ôm ở ngoài đường á. Mà bây giờ em đối xử với anh vậy đó hả? Em biết là anh yêu em nhưng mà chuyện tình cảm đâu nói trước được đâu anh. Em không còn yêu anh nữa, giờ em yêu anh ấy rồi. Em xin lỗi anh nhưng mà thế chung con gái không phải là chỉ nuôi rồi, không đánh nó cho rồi đánh nó đi anh. Không phải dịu dàng, em quýnh chết thì thương chăm sóc rồi nó mới theo. Tội nhỏ ghê vậy trời. Xin lỗi vì 5 năm qua thời gian anh dành cho em một câu xin lỗi là xong à. Em nói dễ ghê quá. Bây giờ mày không còn lại gì trong mắt của Đan nữa. Đan bây giờ đang là người yêu của tao, mày nghe chưa mày? Không có tới lượt mày lên tiếng. Tao nói một lần nữa mày có im không? Mày nói đi không? Tao không cần biết hồi trước mày với Đan như thế nào. Hồi trước mày làm gì cho Đan? Tại là do mày tự nguyện. Bây giờ Đan chán mày rồi. Bây giờ Đan là của tao. Biến đi mày. Bây giờ em nói đi. Tại sao? Hả? Em nói đi. Tại sao? Tại sao? Cả. Nói chuyện cho đàng hoàng, không có đụng tay đụng chân với mày. Tao đã nói với mày là mày sao? Hả? Em Bình nói đúng không? 5 năm chờ không bằng một thời gian ngắn em quen với nó. Em đẩy tôi đúng không? Em thương nó luôn đúng không? Chỉ thời gian qua ai làm trâu bò lo cho em? Thời gian qua thằng nào nghỉ học chạy từng cuốc xe ôm lo cho em, lo cho em quần áo giày dép cặp sách không thua kém bạn bè. Thậm chí không có tiền anh cũng đi mượn, anh cũng đi vay để lo cho em đầy đủ. Bây giờ em ăn học như vậy, em quay lại em đối xử với anh như thế nào? Bây giờ em còn khua một cái người vô học đó. Em nói đi. Ê, nghe. Mày nói ai vô học mày? Hả? Mày đàn ông cứ gì mà qua đây mất người yêu kể lễ mày? Tao bảo mày mà mày phải nói làm sao? Hả? Đập nó đi, đập nó đi. Em biết là em sai rồi. Nhưng mà em không còn yêu anh nữa. Em giờ em yêu ảnh rồi. Không yêu. Vậy suốt thời gian qua là sao? Anh làm gì có lỗi? À, tại sao? Đập nó đi. Nói cho mày biết. Đập nó đi em. Bây giờ người ta sống thực tế lắm. Cái gì á có trước mặt là hốt à. Còn mày bây giờ chả còn cái gì đâu mà biến về nhà đi. Đang chán mày rồi. Đơn giản vậy đó hả? Không yêu. Không yêu là sao? Vậy suốt 5 năm qua là cái gì? Thời gian qua như thế nào? Có phải là nó giàu hơn anh đúng không? Nó giàu hơn anh là nên em chơi anh đúng không? Có phải không? Em nói đi. Em biết là em sai rồi nhưng mà em không còn yêu anh nữa. Em giờ em chỉ yêu ảnh thôi. Anh bỏ qua cho em đi. Nghe rõ chưa mày? Hả? Mày bớt nói nhiều lại. Biến về nhà giùm tao một cái. Bây giờ đang hết yêu mày rồi. Hả? Mày còn nói nữa mày đừng trách tao nha mày. Mày làm gì tao? Mày làm gì? Em bước ra coi. Làm gì? Từ trước đến giờ mày ngu thì mày cán mày chịu. Hả? Mày lo cho người ta như thế nào? Bây giờ mày đối xử với người ta như vậy, đương nhiên người ta phải chán mày rồi. Em nhận ra. Anh ơi, em cầu xin anh thề cho em đi. Em thấy nó nói anh không? Nó xước phạm anh mà em còn binh cho nó. Nó lo được cái gì cho em? Hay là bây giờ nó cho em nhà lầu xe hơi, nó cho em mọi thứ, có phải như vậy không? Tôi không ngờ cô là con người như vậy. Còn mày nữa, nãy giờ mày nói đủ chưa? Mày cứ dễ thôi đúng không? Mày tưởng nãy giờ là mày ngon đúng không? Đập nó đi em, đập nó đi. Muốn gì đập nó không? Đập nó đi em, đập nó đi. Em ra ra. Anh ơi. Anh ơi.
Chuyện tình cảm phải luôn luôn chân thành, chứ đừng có lợi dụng chuyện tình cảm mà trục lợi cho bản thân thì tội người ta lắm nha. Đừng nghĩ trong phim mới có, ngoài đời cũng có đó.